triều mặc áo tàng hình vào kho công của nhà vua lấy tiền vàng, cùng một vị quan tốt bụng giúp đỡ dân chúng. Vì miếng giá trên áo tàng hình mà anh bị dây bắt, nhà vua ra lệnh nhốt triều vào ngục và ngài xét xử. Đã bắt được kẻ trộm, nhưng lòng ta vẫn không yên. Tâu bệ hạ, xin người hãy cho thần nói lời thật lòng. Người cứ nói, ta sẽ không trách tội. Tâu bệ hạ, tuy làm điều sai trái, nhưng việc hắn làm lại giúp dân chúng phấn khởi, xã tắc yên ổn, muôn nơi ca ngợi người. Ta biết điều đó, nhưng trộm cướp là việc xấu, vẫn phải trừng phạt. Xin người giơ cao đánh khẽ, người nhân nghĩa như hắn có thể dùng vào việc khác. Tâu bệ hạ, nước láng giềng lại cho quân tràn qua cướp phá. Quân giặc lần này rất đông và hung hãn. Nhanh, triệu tập các quan lại bằng cách chống giặc. Cướp sạch, phá sạch cho ta. Quân giặc kia, chớ làm càn. Năm ấy, thế giặc mạnh, quân triều đình chống cự quyết liệt. Người chết như ngã rạ, ai nấy đều lo lắng không yên. Quà mất nước đang đến rất gần. Tin bại trận liên tiếp đưa về, nhà vua lo lắng khôn nguôi, nhưng vẫn chưa có cách nào chống được thế giặc đang ngày càng mạnh. Mình đã ở trong đây bao nhiêu ngày rồi, buồn tay buồn chân quá. Thật là thèm cảm giác được tự do đi khắp mọi nơi. Mình vẫn còn chưa làm được nhiều việc tốt, phụ lòng tiên ông đã tin tưởng mình. Chuột cắn phải không? Có vậy mà cũng hát ầm ĩ. Tôi bị nhốt lâu lắm rồi. Mấy người á, hãy nói với nhà vua, muốn xử tôi thế nào cũng được, nhưng mà phải xử nhanh lên. Nhà vua đang đau đầu lo chống giặc ngoại xâm, thời gian đâu xét xử một tên trộm như ngươi. Hả? Ngươi nói sao? Đất nước là bị xâm lăng nữa à? Mà ngươi ở đây sung sướng hơn bao nhiêu người rồi đó. Ngoài biên ải, bao nhiêu quân lính, bao nhiêu người dân đã chết. Xin hãy cho tôi được gặp nhà vua đi. Tâu bệ hạ, tôi muốn đi đánh giặc để làm công chuộc tội. Mình ngươi thì làm được gì? Bao nhiêu tướng tài đính giỏi của ta đã bại trận. Tôi tuy tài hèn sức bọn, nhưng tôi có cách để giặc lưu quân, mà quân lính của ngài không ai phải chết hết. Được rồi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi đánh đuổi được quân giặc, ta sẽ tha tội chết cho ngươi. Vậy xin bệ hạ, hãy trả áo tàng hình cho tôi. Áo tàng hình của ngươi sao? Ta sẽ trả, ngươi còn cần gì nữa không? Dạ, xin bệ hạ hãy cho tôi mượn một thanh kiếm thật sắc và ra lệnh cho quân lính nghe theo tôi. Xin người hãy tin tưởng tôi. Được, hãy lấy áo tàng hình và thanh kiếm báo của ta đến đây cho ta. Tình thế cấp bách rồi, ta tin ngươi. Ngươi hãy mau chóng ra trận. Ta mong ngươi mang tin chiến thắng trở về. Tạ ơn bệ hạ đã tin tưởng. Nhà vua phong cho triều làm hộ quốc tướng quân. Nghe tin triều ra trận, người dân khắp nơi tìm đến và tình nguyện đi theo anh. Triều cho sắp xếp thành đội ngũ và cùng nhau lên đường. Khi nào thấy tướng giặc ngã xuống, ta giơ cao thanh kiếm lên, thì hãy cho đội quân của chúng ta xông lên chặn các ngã đường. Ta đi đây. Chúng ta sắp thắng rồi. Lúc đó thì tha hồ mà cơm no rượu say. Các anh em hãy xông lên đánh đuổi bọn xâm lược khỏi đất nước chúng ta. Xông lên! Thank you.
nơi sợ hãi. Chúng truyền tai rằng nước đại diện có thần tiên trợ giúp, vua nước láng giềng phải ra lệnh rút quân. Biên giới bình yên, đại diện ta quyết giữ từng tấc đất, không để giặc xâm phạm. Tâu bệ hạ, quân lính của người đã nguyên vẹn trở về. Biên ải đã sạch bóng quân thù. Ngươi đã giữ đúng lời hứa, đất nước ghi nhận công lao của ngươi. Ta cũng sẽ giữ lời hứa, xóa tội cho ngươi. Được, ngươi hãy cùng ta làm nhiều việc tốt cho dân cho nước. Triều được phong làm quan đại thần, lại được vua gả công chúa. Từ đó người ta gọi anh là Quan Triều. Ngày nay ở Cao Bằng vẫn có đền thờ Quan Triều.